Rồi, hôm nay chúng ta sẽ phân tích qua zoom về BTC rồi còn thời gian thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau qua buổi zoom này cùng với anh chị và các bạn rồi, ăn cơm ạ rồi trước hết thì chúng ta sẽ nói đến cái tình hình mà 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 ngày hôm hôm nay à, tình hình ngày hôm qua và ngày hôm nay anh chơi xíu à có sao nhỉ Rồi mọi người nhìn thấy màn hình chưa Mọi người nhìn thấy màn hình chưa nhỉ? Mọi người nhìn thấy màn hình chưa mọi người comment trong phần chat giúp em. Rồi, ok em. Ok, cái điều đầu tiên mà chúng ta chúng ta nhìn thấy trong trong cái thời gian này trong trong ngày hôm qua ngày hôm qua thì chúng ta thấy là một cái cú sốc cú sốc này lâu lâu rồi khá là lâu rồi chúng ta phải gần hơn nửa năm nay chúng ta mới thấy cái cú sốc tương tự như thế này đó là cái tình trạng là ăn coi của chúng ta nó bị tụt giảm rất là nghiêm trọng Uh, xét về uh, tổng thể thì uh, đa phần an coi của chúng ta sẽ bị rớt khoảng tầm từ 20% mươi và cái khu vực hiện tại mà an khá là nhiều các cái an coi của chúng ta đã thủng đáy đã bị rũ và thủng đáy đây là một cái tình trạng mà chúng ta thấy là cực kỳ là, là sốc và uh, tuy nhiên tuy nhiên thì BTC của chúng ta. À, tuy nhiên BTC thì nó lại đang vẫn nằm trong cái kênh song song mà chúng ta đã dùng để phân tích bao nhiêu lâu nay. Thì đây chúng ta có hai cái mà một cái là ở, ở, ở bên sàn bên sàn Bitstamp, một cái là sàn uh, Binance nhưng mà chúng ta sử dụng Bitstamp để chúng ta phân tích á. Uh, bây giờ thì hiện tại BTC nó cũng mới chỉ sụt giảm một chút thôi nó vẫn là uh, được hỗ trợ bởi cái vùng là 25.200 đổ lên tức là vùng neckline của mô hình vai đầu vai trước đó đây đây là cái neckline này anh chị đó, neckline đây và và ở thời điểm hiện tại thì chúng ta thấy là cái việc mà ăn coi an coi sụt giảm uh, sau một cái cái, cái quãng thời gian mà chúng ta thấy là thị trường phẳng lặng ăn coi uh, bị uh, xả đúng không ạ ăn coi bị xả và nó cũng gây ra cho chúng ta một số cái thổ, tổn thất tạm thời và những cái tổn thất tạm thời này có thực sự là là là, là, là khiến cho anh chị và các bạn uh, hoang Mang và mọi người rời bỏ hay không rời bỏ thị trường này hay không thì À uh, đối với là cái quan điểm cá nhân của lui nhá nhìn về cái mặt tích cực à, à, nhìn về mặt tích cực thì chúng ta thấy là thị trường nó đã có biến động và à, nó đã sôi động hơn rồi à, và 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 đến thời điểm hiện tại thì có lẽ là chúng ta đang có một cái giá rất là hợp lý và cũng thể nói là rất là À, rất là lý tưởng cho những cái an coi mà chúng ta đang kỳ vọng đó là về mặt tích cực còn về mặt à, không tích cực thì chúng ta thấy một cái điều là an coi của chúng ta giảm và chúng ta đang mất một cái khối lượng tài sản lớn là bởi vì chúng ta đang đầu tư quá nhiều vào an coi hoặc chúng ta đang đầu tư đa phần cái tỷ trọng tài khoản của chúng ta vào an coi và từ cái câu chuyện này thì chúng ta lại quay lại cái câu chuyện của Rui, có chia sẻ với anh chị cô chú và các bạn trên kênh YouTube. Đó là trong cái giai đoạn đầu tiên trước tức là sóng 1 và sóng 2. Chúng ta tức là cuối downtrend ấy thì chúng ta nên ưu tiên về cơ bản là đầu tư vào những cái coin và đặc biệt là BTC. Ví dụ như ETH và BTC là hai cái coin mà mình thấy là nó sẽ được ưu tiên trong cái giai đoạn đầu tiên và khả năng vững vững của nó sẽ cao hơn là những cái an coi à, thì chứng tỏ rằng nếu như mà chúng ta đầu tư sai theo cái lối đấy chúng ta không đầu tư theo cái lối đấy thì chúng ta sẽ bị một cái uh, khủng hoảng về tâm lý đó là cái tài sản của chúng ta sẽ mất và chúng ta sẽ phải kéo lại cái tài sản của chúng ta lâu hơn là chúng ta chúng ta đầu tư vào BTC vì cái quan điểm cá nhân của anh chị và các bạn thì đa phần mọi người đều mong chờ cái ăn gọi chúng ta có tốc độ tăng trưởng cao hơn BTC. Nhưng mà thực tế cái thời điểm chúng ta đầu tư vào ăn coi nhiều ở giai đoạn này là sai. Và Rui cũng đã chia sẻ với anh chị nhiều rồi. Đến thời điểm hiện tại thì có lẽ là cũng thấm thía rồi đúng không ạ? Cũng rất là thấm thía rồi. Nhưng mà nhưng mà cái thời điểm hiện tại thì nó đã thực sự thuận lợi để chúng ta nhìn thấy đáy của ăn coi hay chưa? thì uh, Rui có chia sẻ với anh chị như sau đó là chưa có thể ăn an của anh chị vẫn tiếp tục đạp xuống nữa có thể ăn an của anh chị vẫn tiếp tục đạp xuống nữa và có thể là chia hai thì anh chị và các bạn nghe cái câu này có quen quen không đó là trong giai đoạn mà sóng của BTC trong cái giai đoạn mà cuối đao chen ăn hoàn toàn có thể thủng đáy tuy nhá BTC có thể là điều chỉnh cơ bản nhưng an, an coi của chúng ta hoàn toàn thủng đánh câu này có quen không ạ khá là quen và Rui cũng đã nói cái, cái cái điều này cho anh chị và các bạn ở thóc sâu à, với cái tình trạng hiện tại thì chúng ta nên làm gì đúng không ạ với tình trạng hiện tại anh chị đang nắm ăn coi với tỷ trọng khá lớn khá lớn nha, tức là trên 50% Tức là Rui đang đang nói về những người nắm ăn coi trên 50%. Thì chúng ta phải làm gì? Thì theo quan điểm cá nhân của Rui, ấy, chúng ta sẽ phải uh, phân phối tài khoản của chúng ta một cách hợp lý hơn, suy nghĩ lại để phân phối và cơ cấu lại thu hẹp thu hẹp danh mục đầu tư. Mình phải thu hẹp danh mục đầu tư và dưới 5 coi thôi. Dưới thôi. Tại vì khi mà anh chị thấy là tài sản của anh chị và các bạn ấy, nếu như trong cái giai đoạn khủng hoảng nếu và nếu như trong giai đoạn khủng hoảng anh chị và các bạn phân bổ quá nhiều vào giỏ vào các cái giỏ ăn coi khác nhau vào các cái lớp ăn coi khác nhau thì anh chị sẽ bị loạn à, và anh chị ví dụ như anh chị đầu tư vào khoảng tầm 10 20 con thì khi mà anh chị nhìn gan coi đó anh chị đầu tư một con là khoảng tầm 1.000 đô đi anh chị nhìn ăn coi đó nó chỉ mất 20 tức là anh chị chỉ mất 200 đô thôi. Thì anh chị nhìn ăn coi đó thì thấy rất là ít. Tức là đây là một cái sự cái sự là bị 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 bị, bị ảo giác ấy. Mình bị mình bị tự huyễn hoặc bản thân của mình là nó chỉ mất khoảng tầm 200 đô thôi, kiểu dạng như vậy. Đây là số lượng mất ít, trong khi thực tế tổng số lượng tài khoản của chúng ta mất 20%. Nhưng mà chúng ta phân chia quá nhiều. Mỗi con chúng ta mất 200 đô, 200 đô. Đấy, tổng tài khoản là 20% nhưng mà nhìn vào cá thể chúng ta thấy là nó rất ít Đó, trên tổng cái tài khoản Đó, ví dụ anh chị nhìn 200 đô trên tổng tài khoản anh chị thấy quá ít có thể là 2.000 đô trên tổng tài khoản có thể là 20.000 đô trên tổng tài khoản vì vậy mà theo quan điểm cá nhân của Rui ấy, giai đoạn này là để anh chị cơ cấu và thu hẹp lại cái danh mục đầu tư của mình thu hẹp một cách chắc chắn hơn một cách định hướng cho nó rõ ràng hơn trong cái tương lai và hãy rời bỏ những cái an coi hiện tại nhé. thì uh, nếu như mà theo cái quan điểm cá nhân và cái mức độ bảo thủ nhất định của Rui ấy, cho cái việc đầu tư trong thị trường crypto tổ, thì Rui vẫn có một cái phần nào đó khá là an toàn và cái 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 điểm yếu của Rui là không tiếp nhận à không không có thể nào mà cập nhật uh, cập nhật hoặc là có một cái khả năng có cái cơ hội uh, đột phá giống như anh chị và các bạn giống như những người số ít thôi chứ không phải là số đông ví dụ như là vô tình chúng ta đầu tư một ăn coi nào đó sau đó nó quay lại nó băm tại vì nó đang quá thấp rồi và nó được hỗ trợ bởi thông tin bởi cá mập cá voi chẳng hạn nó được pump lên thì nó là không phải là cái cách đánh của rui cách đánh của rui là mình phải kiểm soát được cái tâm lý kiểm soát được cái rủi ro của mình một cách tối đa, tối đa nhất trong cái khả năng của mình thì ở đây ấy, rui nghĩ là cái việc chúng ta cơ cấu lại thì chúng ta cứ ưu tiên vào cái lớp đầu tiên đó là lớp an toàn ít nhất 50 là lớp an toàn nếu anh chị đang phân bổ vốn quá là quá là tranh lệch đó tiếp đến là cái lớp mà có thể là nhìn thấy tiềm năng tiềm năng và khá là an toàn ví dụ như những cái lớp coi nền tảng trong cái 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 chu kỳ hiện tại đó. những cái lớp coi nền tảng nó sống được nhé chứ không phải là không sống được có thể là nó không có tăng giống như là những cái gì anh chị nhìn trong quá khứ Với những cái kỷ niệm của anh chị và các bạn trong quá khứ là Anh chị nhớ thấy là nó x 20 lần, x 50 lần, x 100 lần Nhưng trong tương lai nó không hề được như vậy Nhưng nó vẫn sống và bền Và an toàn So với là những cái coi rác khác Đúng không? Thì anh chị hãy lưu ý cái điều đấy rồi tiếp đến chúng ta rủi ro các kiểu rủi ro thì tùy anh chị anh chị nhìn nhận rủi ro bằng cách nào bằng chen anh chị nhìn nhận bằng uh, cái cách là uh, mua sản bé lên sản lớn tùy đó là cách của anh chị và các bạn nhưng cái ưu tiên hàng đầu phải sống cái đã anh chị mình không sống thì làm mình không sống được thì sao mình có cơ hội ở trong tương lai được anh chị và ngay bản thân ấy ngay bản thân mà mình bản thân mình ấy mà có một cái lối tư duy là quá mạo hiểm thì chắc chắn là mình sẽ khó khó có thể là sống được bền với thị trường này anh chị anh chị nên nhớ Thị trường crypto là một cái thị trường mới và biên độ dao động rất lớn. Nó lớn chứng khoán rất nhiều. Đó, có thể chứng khoán anh chị thấy tăng 5 10% là lên báo ở Mỹ. Nhưng mà crypto có thể giảm 20 30% là chuyện bình thường. Trong một ngày, trong một cây nến 4 giờ, trong một cây nến 1 giờ là chuyện bình thường và dao động trong cái khu th nó dao động liên tục trong cái khoảng cái khoảng 5% đến 10% là chuyện bình thường giao động liên tục hàng ngày là chuyện bình thường. Đó, và theo cái tính chất là mình 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 đầu tư ấy thì thị trường càng rủi ro thì cơ hội phải càng nhiều, đúng không? Thì thì tỷ lệ lợi nhuận phải càng lớn đúng không ạ? Mà mình đang đánh ở trong thị trường gọi là rất rủi ro thì nhá, thị trường crypto gọi là thị trường rất rủi ro. Nhưng mình lại chơi theo kiểu rủi ro của rủi ro nữa thì chắc chắn là anh chị hiểu cái hậu quả. Tại vì đi kèm với là những cái lợi nhuận lớn trong thị trường non trẻ này thì là những cái rủi ro rất lớn so với là chứng khoán so với những thị trường cũ và chúng ta phải hiểu bản chất chúng ta đang nằm ở trong thị trường mới tương lai nó rất là mở sáng và nó đang đi ở trong cái giai đoạn đầu tiên của cái việc khẳng định của cái việc tăng trưởng bền vững cho nên là cơ hội chúng ta cho dù anh chị đầu tư bất cứ con nào trong thị trường ngay thời điểm hiện tại ngay cái con mà anh chị nghĩ là khó nhất đó là con BTC khó với cái tốc độ tăng trưởng uh, chậm chạp của nó theo cái lối quan, quan quan điểm của anh chị đang nghĩ thì nó vẫn giúp cho anh chị x được. Mà x nó không xa đâu, nó chỉ khoảng tầm 1 năm 2 năm là anh chị thấy tài khoản của anh chị x2 x3 là chuyện bình thường. Vì vậy mà quy lại cái mà chúng ta đang tức là Rui đang nói về chung nhá và về những cái câu hỏi, về những cái việc mà anh chị nhắn tin cho Rui ấy, thì Rui đang muốn chia sẻ một chút quy uh, quy lại thì chúng ta thấy là cái cách mà chúng ta đầu tư rõ ràng là đang sai lầm và rất nhiều người đang sai lầm nhé chứ không phải là một hai người đâu đa phần đa phần chúng ta không nhìn được và chúng ta không kìm được cái lòng tham của chúng ta không nhìn được cái tương lai không kìm được lòng tham và còn cái dở hơn là mình cũng chả biết mình làm cái gì trong thị trường này mình chỉ biết là mình ném tiền vào mua và để đó cho đến khi thị trường nó vả mình hai ba phát là mình thấy ngợp thở mình đi ra thì như vậy nó không phải là đầu tư nó là một cái gọi là chơi sổ số thôi anh chị ạ đứng ở góc độ quan điểm của Rui nhá thì Rui có chia sẻ với anh chị là cái thằng BTC.D này cái xu hướng của nó là nó sẽ hướng lên cái vùng là 50 đến 52 đúng không 50 đến 52 đây và đồng thời nó sẽ chạm vào cái thằng MA200 của nó. MA200 của cái thằng tốt à, của thằng BTC DOM đấy, BTC.D này, Và nhìn vào quá khứ thì chúng ta sẽ thấy gì? Nhìn vào quá khứ thì chúng ta sẽ thấy rằng trong cái trường hợp, tất cả trường hợp trong quá khứ uh, trong cái chu kỳ năm 2017 họ uh, à uh, sau khi đao chen thì nó chạm em hai trăm và đập xuống, đây là đập xuống và kết thúc, đúng không? thì như vậy là chúng ta đang kỳ vọng cái khu này lên càng sớm càng tốt, đúng không? Lên càng sớm càng tốt, thì chúng ta mới nhìn thấy là có cái 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 dấu hiệu uh, về tốc độ về khoảng thời gian nó nhanh hơn, uh, chứ đừng nói điều chỉnh nữa. Bây giờ sập sập hẳn đi. À, ăn coi sập hẳn bên à, BTC rất cứng đúng không BTC hiện tại đang rất cứng nhưng mà ăn coi sập hẳn tại vì cái thế anh chị không hiểu anh chị không hiểu cái thế của 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 cái giai đoạn này rõ ràng chúng ta đang nằm ở cái thế tăng của BTC anh chị phải hiểu cái bản chất của thị trường là như vậy chúng ta đang điều chỉnh cơ bản rất là cơ bản điều chỉnh rất chậm rãi với cái tâm lý của anh chị là rất phòng ngừa mọi thứ của BTC đang rất chậm rãi chậm rãi nhưng an Coi chúng ta bị rũ là vì ấy, cái vị thế của btc nó khác vị thế của an Coi. vị thế của btc nó đang chạy một sóng mới vị thế của an Coi là đang dò đáy tức là nó đang chạy một cái vị thế một cái sóng mới và kỳ vọng là sóng một đúng không mình đang kỳ vọng là sóng một và chứng tỏ ở đây chúng ta có cái hy vọng và cái kỳ vọng rồi và cái thế của nó là một cái xu hướng tăng đủ sóng đều đặn đó, với cái tốc độ rất là đều đặn đó và không có cái gì hoảng loạn và mất uh, mất kiểm soát ở đây cả điều chỉnh cũng như vậy nhưng an coi của chúng ta không được như vậy an coi của chúng ta anh chị thấy không btc thì năm nhịp an coi chúng ta mới có ba nhịp thôi đúng không và như vậy thì chúng ta thấy là rõ ràng là an coi của chúng ta nó không hề không hề có một cái sự tích lũy chắc chắn cho nên là toàn bộ tất cả những cái sóng sau khi BTC điều chỉnh, RUI đều không vào. Cho dù nó cứ lên, nó lại xuống, xong nó lại lên. Không vào. Tại vì trong cái giai đoạn sắp tới, nó không hề có một cái tín hiệu nào đủ lớn để có thể thúc đẩy an coi dòng tiền vào, đẩy vào an coi cả. Từ vĩ mô đến phân tích kỹ thuật, đến phân tích cơ bản data các kiểu, on trend các kiểu, chúng ta không thấy điều gì chúng ta chỉ chấp nhoáng cơ hội là chúng ta chơi thuần tài chính ở cái khu này thôi khu này nó vẫn chưa chứng minh được quá nhiều đúng không ạ khu này rõ ràng là anh chị nghe Rui chia sẻ là nó cần chứng minh thêm đó là nó phải lên 33 cơ mà thì ở đây nó đang mập mờ mập mờ mà BTC mập mờ đúng không ạ ăn coi nó cũng như vậy chúng ta ăn được con nhịp này là chúng ta thấy vui rồi còn chúng ta cứ tham mấy cái nhịp nhỏ nhỏ trong đây thì chắc chắn anh chị và các bạn trong tương lai còn mất nữa cứ thấy nó lên rồi lại sốt ruột lại mua vào xong lấy xuống lại sốt ruột lại bán ra lên mua vào bán ra liên tục như vậy anh chị đu đỉnh liên tục như vậy thì tài khoản ở đâu đúng không? tiền ở đâu nó bù lại được đúng không? trong khi người ví dụ như một cái ông ông ấy thôi chấp nhận lỗ đi đu từ đỉnh đây xuống đây còn hơn là những cái người là ở à, à, nó xuống đây bán đi xong lên đây mua vào xuống đây bán đi lên đây mua vào thì chết như vậy anh chị phải chia không biết bao nhiêu lần nên là có những người đu đỉnh nhưng mà người ta ít nhảy nhót thì có khi là người ta lại ngon đúng không? còn đu đỉnh mà cứ nhảy nhót thì và không có chiến thuật không có kiến thức thì chết. đó và Rui phải nói với anh chị với các bạn một điều ấy ở thời điểm hiện tại BTC đang điều chỉnh cơ bản Đấy, cơ bản và hôm trước thì Rui có chia sẻ với anh chị hai cái trường hợp một là sóng này là sóng hai à, sóng 2 mình mình cơ bản mình mình vẽ nhanh nhá à, một là sóng này là sóng 2 đúng không mình cơ bản mình vẽ nhanh đúng không? Đúng không? rồi thứ hai nữa là sóng này vẫn tiếp tục còn là sóng 1 mà nếu như là sóng 1 thì đây là sóng 2 của sóng 1 tức là sóng 2 điều chỉnh cơ bản sau đó bật lên chạy sóng 3 sóng 4 điều chỉnh phức tạp à, lên sóng 5 Đấy, à, mục tiêu là khoảng tầm 4, 4, 45 đến 50 ngàn. Đúng à, không? Mục tiêu là 4, à, 45 đến 48 ngàn. Để hoàn thành sóng 1. Thì như vậy là như vậy là chúng ta sẽ thấy là cái 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 trường hợp thứ hai là chúng ta đang kỳ vọng giống như cái phân tích hôm trước. Đúng không ạ? Và rõ ràng là cho dù như thế nào thì cái sóng này vẫn gọi là sóng 2 được. Đúng không anh chị? Cho dù như thế nào sóng này vẫn gọi là sóng 2. Mà để muốn chơi ở trong sóng 2 thì chúng ta cần tín hiệu chứ anh chị? chứ đâu đâu mà cứ bắt đáy bắt đáy làm gì đúng không làm gì có tín hiệu nào mà bây giờ bắt đáy xong rồi lại long sọt hôm qua rồi có lướt tiktok thì có một bạn bạn đang long btc không biết bạn cháy hết chưa bạn để ở trên binance hình như là 670 triệu thì Rui lắc đầu rồi đi ra không biết là bây giờ bạn đi chưa đó rất nhiều người long sọt thì long đi long đi rồi sẽ biết cái giai đoạn này mà đặc biệt giai đoạn này giết long giết sọt sướng lắm volume nó thấp có ai giao dịch mấy đâu bây giờ ông sàn ông kéo một khoản tiền lớn và ông đập cho thì thôi rồi thì rồi lại trả lại sàn thôi ví của họ mà anh chị đúng không thế anh chị phải hiểu là 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 anh chị không chơi được với sàn chơi kiểu long sọt đấy đâu mà đặc biệt đấy cái khu này khu này volume quá thấp làm giá anh chị ấy, kể cả làm giá BTC vẫn làm được nha đó tại vì volume nó thấp thôi thế thôi mà thông thường trong giai đoạn cuối đao chen thì volume bắt đầu giảm dần đó bắt đầu giảm dần giảm dần giảm dần đúng không ạ nó đi vào một cái giai đoạn là nghi ngờ chán nản đấy hy vọng các kiểu đấy thì mấy ông long sòn tầm này mà cứ cố chấp thì thôi bán nhà người có câu hỏi gì mọi người comment trong phần chat không? nghe thấy rõ không ạ? Rồi, chúng ta nói đến khả năng của BTC trong giai đoạn ngắn, à, no, 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 siêu ngắn. Khả năng của BTC trong giai đoạn siêu ngắn nha. Còn giai đoạn dài mình chốt rồi nha. Cái loại siêu ngắn này là phân tích cho vui đây này. Phân tích cho vui nha anh chị hình dung là là khúc này thứ nhất là nó lộn xộn đúng không ạ volume thì bé tí Đó. rồi hôm này chúng ta hình hôm hôm trước cũng luôn có chia sẻ với anh chị và các bạn đấy ông này ông ông nào quả này mà sọt thì cũng gãy này Đó. tại vì khả năng nó vẫn còn nhịp tăng nữa tăng nhẹ đừng có nói, đừng có nghe Rui nói là nhịp tăng mà anh chị mua lên thì chết mua mà theo kiểu như này thì chết ha tăng nhẹ để đập xuống Đó. hình dung là như vậy hôm trước Rui có chia sẻ với anh chị về cái kết cấu của cái thằng ở đây mình đếm này à, 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 một hai ba một hai ba có sau cái cái chuột này kỳ vậy Rồi, thôi được rồi, vẽ như thế này cho nó đỡ bị lạ, đỡ bị lệch. Đây, chúng ta có một sóng A, B, C. Và sóng này là sóng A lớn. Được chưa? Sóng này là sóng A lớn. Rồi chúng ta có A, B và C. Sóng này là B lớn. Và chúng ta có A. Tức là sóng này nó sẽ là A, B và C. C chưa biết đúng không A B và C chưa biết này đó thì mình tính tính sau nha đó rồi cái đầu tiên là như vậy A B C và chúng ta phải hình dung ấy A B C như thế nào gọi là A B C A B C này là hôm trước mình nói là nó điều chỉnh cho thằng từ đây lên đây. Còn bước sang cái khu vực này Rui đã chốt cho anh chị và các bạn một điều ấy là nó đang điều chỉnh cho cả một cái tổng ở đây, đúng không? Thì như vậy cái ABC lớn này là điều chỉnh cho cả cái tổng ở đây, mình anh Dung ạ, à? cho cả một cái tổng ở đây này, Đó. cho cả cái tổng ở đây, Đó. thì mình sẽ tính là ba sóng và sóng này là sóng A hiện tại đang chạy sóng B sóng a của sóng c đấy thì hiện tại nó đang chạy sóng b và hôm trước lui nói với anh chị hai trường hợp một là điều chỉnh cơ bản tức là điều chỉnh mà điều chỉnh tạm thời đó xong đập xuống rũ thì xong thì câu chuyện này là xong đúng không nhưng ở đây ấy, nó là điều chỉnh mạnh tức là điều chỉnh ở đây là phương án thứ hai là điều chỉnh rất mạnh điều chỉnh lên thì chúng ta sẽ vẫn còn cái gì cơ hội gì là BTC vẫn đang nằm trong kênh song song đúng không ạ? Nói rất rõ này nhá, nói rất rõ. Nếu như điều chỉnh mạnh thì cơ hội BTC nằm trong kênh song song sẽ cao. Đúng không ạ? Và chúng ta hoàn toàn vẫn có thể chờ một nhịp tăng của BTC để chúng ta trade. Tại vì nó điều chỉnh mạnh như thế này này. Thì chúng ta sẽ thấy là khi mà à, khi mà nó điều chỉnh xuống đúng không? Tức là nó được hỗ trợ bởi cái này, điều chỉnh xuống thì nó được Uh, hỗ trợ còn ăn coi thì không nhá tại vì sao cái khu này này nó đã gãy ăn coi đã gãy ở cái khu này rồi thì cái thằng này hồi lên phát để ăn coi về test cái là xong nó bị đập xuống ở thằng này nhưng btc vẫn vững tại vì btc nó chẳng bị cái gì cả nó chỉ là gì nó chỉ là bị phá cái hỗ trợ cái hỗ trợ này là cái hỗ trợ mỏng và hỗ trợ này không quan trọng cái quan trọng ấy là 25 đây này 238 đến 25 đúng không Chúng ta ta thấy đúng không ạ? Nó chạm nó chạm cái là nó bật lên. Đó. Nó rất kỹ vùng này rồi nhá. Đấy. Thì như vậy ở đây ấy, nếu mà theo quan điểm cá nhân của tôi ấy, đây là A B thì cái B này nó còn thiếu nhịp sóng tăng nữa nó tạo ra mô hình. Tức là nó đang thiếu một cái nhịp như thế nào đó. đó. Quanh quẩn ở đây nữa. Đó. Thì mình nhìn ở đây này. Đó, mình nhìn đây ha. Anh chị nhìn thấy cái trên line này không? Tức là sao? Tức là hiện tại chúng ta có vùng 23 cái neckline này. Chúng ta có cái neckline này hỗ trợ. Và anh chị hiểu là cái neckline này là vùng nhé. Anh chị nhớ là neckline này là vùng. Thứ nhất là chúng ta được cái neckline này hỗ trợ và thứ hai ấy, chúng ta được cái trend line này hỗ trợ thứ ba ấy, là tín hiệu nến ở đây là tín hiệu nến điều chỉnh cơ bản không sốc thì chúng ta sẽ lập luận như sau khả năng thằng này nó lờ đờ ở khu này đó. nó lờ đờ ở khu này đủ thời gian thì sẽ rất tốt đúng không ạ nó đủ thời gian thì nó sẽ có một nhịp chạy ra khỏi cánh sóng xong thì sẽ tốt hơn đó đó là trường hợp đầu tiên nhé đó và cái dữ kiện ở đây ấy, là chúng ta thấy là dữ kiện ở đây ấy, là chúng ta thấy là ở trong cái khung uh, khung ngày ấy, khung ngày ấy, chúng ta thấy là mọi thứ nó đang tức là yếu đúng không ạ? lực nó yếu nó chưa có thể hiện quá cái 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 phe 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 gấu ấy, nó quá mạnh thì chúng ta vẫn có thể kỳ vọng được đồng thời chúng ta còn nến tuần bởi vì sao bởi vì nến tuần ấy chúng ta là thấy cái này phân tích rồi nhưng mà hôm nay Rui sẽ phân tích lại cho anh chị để anh chị và các bạn nhớ lại cái dữ kiện này không lại quên mất chúng ta có đến tuần là đang bóp kiểu dạng như thế này đúng không tức là Bollinger Band ở đây ấy, nó đang bóp vào kiểu kiểu dạng trạng thái trạng thái như thế này và nếu Bollinger Band nó đang bóp như thế này ấy, thì khả năng thằng này sideways đúng không BTC đang tích lũy sorry đang tích lũy đang tích lũy vào đường BB giữa, mà BB giữa ở đây là gì? BB giữa ở đây là neckline luôn, anh chị thấy không ạ? Thì khả năng cái vùng neckline này vẫn đang rất là cứng trong tuần này. Nếu thực sự không có tin nào quá đột ngột nhé. Cái tin mà anh chị nghe là về phép kiện với là coinbase, à, sorry, SEC nó kiện coinbase và kiện binance ấy, thì nó được thể hiện qua BNB rồi nhé. Bnb nó sụt một cách kinh khủng là anh chị biết rồi đó còn bây giờ là xong rồi nhá câu chuyện về xét kiện các kiểu xong rồi nhá bây giờ phải là thêm tin mới thì mới đục được còn không thì nó cứ lờ đà lờ đờ ở đây khoảng tầm một hai tuần đó và như vậy thì chúng ta thấy là trong cái quãng thời gian từ bây giờ đến hết tháng 6 thì chúng ta sẽ thấy là btc nó sẽ quanh quẩn quanh quẩn cứ lên xuống lên xuống cái khu vực này là tốt nhất là tốt nhất để chúng ta tích lũy cho tháng 7 Mọi người hình dung ạ à, nếu như trong tháng 6 nếu như trong tháng 6 BTC vẫn tích cực nằm trên cái đường neckline hoặc nằm trong kênh song song hoặc cả hai thì chúng ta vẫn còn cơ hội một nhịp tăng phá vỡ đỉnh được Mọi người nhớ không? đó trong cái khung thời gian ngắn thì mọi thứ đang bất lợi nhưng trong thời gian dài hơn nến tuần chẳng hạn như vậy thì chúng ta chỉ thấy là pha điều chỉnh cơ bản. Đây là một pha điều chỉnh cơ bản thôi. Đó. Và rõ ràng là pha điều chỉnh cơ bản này nó cũng thể hiện qua đến tháng luôn. Anh chị và các bạn lại nhớ lại một lần nữa chúng ta có một cây nến xanh rất dài và một cây nến thân ngắn ở đây. Vậy để cái thằng nến đỏ này nó chiếm ưu thế thì bắt buộc cái thằng nến đỏ này nó phải cực dài và có thể là nó phải chiếm cả cái thằng thân của cái thằng này luôn thì bắt đầu nó mới tạo ra một cái xung lực một cái cái, cái 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 cái, xung lực nó mạnh được đó thì chúng ta phải mà nến tháng mà để để bẻ nến tháng ấy, thì nó sẽ lâu anh chị bẻ nến tháng nó lâu nhiều dữ kiện cho thấy là chúng ta sẽ cái tháng 6 này chúng ta sẽ cứ lờ đà là được nhiều dữ kiện cho thấy là tháng 6 này chúng ta sẽ là Uh, cứ hồi xong lên hồi lên hồi lên ấy, Kiểu vậy cứ Đập xong lại lên hồi lại lên Đó. Đó. Thì đồng thời ấy, BNB, uh, Bollinger Band bóp này Đúng không Mà MA200 cũng đi ngang 89 cũng đi ngang Thì anh chị thấy khả năng ở khu này nó cứ sideways Nó cứ kiểu lăn tăn lăn tăn ấy. Và khả năng nó hết tháng 6 Phải sang đầu tháng 7 anh chị cũng nghe thấy cái câu chuyện là Rui nói về khoảng khu vực tháng 7 đúng không Đấy, trong cái khu vực tháng 7 là cái cái tháng mà chúng ta sẽ thấy có sự thay đổi về xu hướng rất mạnh mẽ. Break kênh song song chấm đấm đấm cái gì? Đấm spot lướt ngắn an toàn nhất đúng không anh chưa chắc. Các bạn hình dung ấy, anh chị và các bạn hình dung nha. Có một thực tế mà anh chị và các bạn nên lưu ý Đó là không phải break mô hình Thì các bạn sẽ chơi đâu Các bạn và anh chị phải hiểu Cái câu chuyện đó Cứ mỗi lần break mô hình là anh chị mong để chơi đúng không Không phải đâu Không phải break mô hình Là anh chị nhảy vào anh chị chơi đâu Và không phải mô hình nào nó cũng có thể giúp cho anh chị Làm được điều đấy Đó Với cái thời điểm hiện tại ấy, thì theo quan điểm cá nhân của Rui ấy, Nó phải kéo dài khoảng tầm Đến mùng 1 tháng khoảng tầm uh, hai nhanh nhé, Nhanh thì chúng ta sẽ khoảng tầm là 26. Chậm thì khoảng tầm là mùng 10 tháng 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 7. Nhanh là mùng 26 tháng này. Còn chậm là phải tầm mùng 10 tháng 7. Thì anh chị mới bắt đầu là uh, nhìn thị trường với một cái góc nhìn là có tìm kiếm cơ hội để chơi hay không? Còn tầm này thì chưa. cá nhân em thấy nếu không chạm vùng 38,2 từ đáy lên thì liệu sóng 2 hoặc không hiểu lắm. B lớn của sóng 1 điều chỉnh. Không hiểu lắm. Ok, để Rui bật mic cho anh chị và các bạn nhé. Mình bật mic lên mình nói chuyện với nhau này tự động bật tiếng này. Rồi, có anh chị và các bạn nào có câu hỏi cho Rui không? Mọi người có câu hỏi nào cho Rui không? Đây, hôm trước Rui có chia sẻ với anh chị về ETH, đúng không? thì ETH nó là một trong những cái khả năng điều chỉnh cơ bản mà tốt nhất tốt nhất bây giờ thì uh, rõ ràng trong cái phiên ngày hôm uh, qua thì chúng ta thấy là ETH có cái tốc độ giảm rất chậm và có nhiều khi ấy là ETH BTC nó còn dương à, tức là giữ vững phong độ đi theo ngang với BTC đó thì đó là cái chứng minh cho anh chị và các bạn hiểu là câu chuyện tại sao Rui lại nói về ETH nhiều như vậy ở trong các talk sâu trước. Nó là một phần để giúp anh chị an toàn. Rồi, dot. Đó là về đáy à. Dot về đáy. À, hiện tại đang nằm ở đường giữa của kênh song song đúng không? Đúng rồi, đường giữa kênh song song. Mọi người bật mic được rồi nha. Mọi người có câu hỏi gì không? Mình xem một loạt FTM. FTM này. Tức là những cái điều chỉnh mà nó về lại cái đáy cũ hoặc là về lại 78.6 đều là những điều chỉnh xấu. Đây. Đây là thủng 78.6 nha. Tất cả những cái điều chỉnh như vậy đều là những điều chỉnh xấu. Có con son kỳ vọng nhưng mà rất là tiếc rất là tiếc cái khu này nếu như mà son nó đang nó 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 quật khởi ở trong cái giai đoạn mà BTC nó tốt thì thì son sẽ là một trong những cái con tăng trưởng rất mạnh và sức hồi phục của nó rất tốt nhưng mà nó chưa kịp thì BTC đã gãy Avax hôm trước là ôi giời, hợp lý quá Đợt trước Rui có nói mọi người là Rui có chay con son, con Avac, STM. Chốt quá đỉnh luôn đúng không? Chốt là đúng đỉnh luôn đó mọi người. Báo cho mọi người rất rõ ràng là Rui chốt đây luôn. Ôi, Linh là thủng đáy này nhé. lại thủng lại là tín hiệu chưa biết được từ 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 mới phân tích được còn tầm này thì như này thì phân tích cái gì à, gãy luôn, A tom gãy luôn, nia đi luôn, ui sốt đúng rồi, ôi sợ, khách thì không nói làm gì nát luôn con nạm thế anh chị con nạm thế cái lúc như thế này thì chúng ta nghĩ đến giải pháp là thôi xem bên ngoài có cái gì kiếm tiền không để mà đi ca btc thôi anh chị chứ còn tầm này mà đi mà mà vào ăn coi là gãy gãy hết gãy hết ngày xưa nói không nghe không có ai không ai nghĩ đâu ngày xưa nói không ai nghĩ là nó sẽ có những cái trường hợp kinh khủng như thế này đâu gần đây thì có người đã nghĩ là đã đã nhớ lại những cái gì mà lui nói được uh, 2021 rồi có những lúc là chúng ta sẽ thấy tuyệt vọng chúng ta không có phương hướng luôn Đó. đúng không nếu chúng ta đầu tư ăn coi như thế này thì chắc chắn anh chị và bạn không rõ phương hướng luôn đảm bảo Đó. nên nhớ ăn coi chỉ là một thành phần và một dạng gọi là một nơi để chúng ta kiếm tiền thôi chứ đừng có tin tưởng an coi nha thị trường crypto chưa tin tưởng an coi được không phân tích cơ bản được không tin tưởng an coi được anh chị phải nên hiểu như vậy và chúng ta chỉ chơi an coi trong giai đoạn nào và chúng ta phải hiểu những cấu trúc như vậy cấu trúc của chu kỳ này của của thị trường đúng không những cái hành vi của của thị trường crypto trong những cái chu kỳ trước chúng ta hiểu rõ cái bản chất của thị trường này. Rõ ràng là nói chung là nó bị bỏ qua những cái điều mà những cái điều cơ bản thì nó thường bị bỏ qua nhưng mà anh chị phải hiểu mình tập võ ấy, thì những cái cơ bản lại là những cái quan trọng nhất. Đúng không? Rõ ràng là chúng ta hiểu cái bản chất của thị trường là như vậy. Nhưng mà vô tình chúng ta lại đầu tư an coi và mang cái niềm tin đó giống như một tín đồ cho nên chúng ta bị một cái gọi là mù quáng trong 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 quyết định chúng ta bị lu mờ tất cả những cái thông tin xấu về can coi đó về cái dự án đó hay là chúng ta nói, nói cái khác hơn là chúng ta bị lu mờ là chúng ta không hiểu rõ và không thèm hiểu luôn chúng ta không thèm hiểu luôn chúng ta chỉ biết là ở hầu how to die chúng ta kiểu như là uh, thôi mắc cạn rồi đó là mình mình mắc quay vào đó rồi nên là thôi mình đâm lao theo lao đâm lao theo lao là đi theo luôn đấy Đấy. và còn nữa nhé, ăn coi hoàn toàn có thể còn sập nữa, đây là không dọa anh chị đâu. Nãy giờ xem không có nào có tín hiệu, ăn à. pha đây này, ăn pha ấy. này, đúng không? bơm lên pha nó xả thì anh chị biết sao được, ăn pha đấy nhá, chứ không phải là coi rác lắm đâu. Thôi, tình trạng này thì sao? tình trạng này thì sắp xếp lại phân bổ lại tài khoản đối với nhà đầu tư anh chị phải hiểu ấy nhà đầu tư là gì đầu tư nó không phải là một cái gì đó mà mà gọi là như thế nào đầu tư không phải là một cái gì đó mà chúng ta dùng tiền để tiền nó đẻ ra tiền đâu không phải đâu nó sẽ khác nó sẽ là một một chiến thuật, nó vẫn giống như là chúng ta làm việc bên ngoài thôi, nó vẫn giống như là cái việc mà chúng ta quản lý một doanh nghiệp thôi. Nhưng hiển nhiên là doanh nghiệp chúng ta nhiều người bây giờ chúng ta chỉ quản lý mỗi chúng ta thôi đó, đó và chúng ta phải phân bổ làm sao chiến thuật chiến lược ra sao trung ngắn dài và chúng ta còn phải đọc nhiều hơn những cái gì mà chúng ta nghĩ là chúng ta mang tiền đi đầu tư để chúng ta có thể nhàn rỗi cái giai đoạn nhàn rỗi nó chưa tới đúng không ạ và đặc biệt thị trường này nó cũng chưa cho, cho phép chúng ta nhàn rỗi tại vì nếu mà chúng ta mà biết linh hoạt một nhà đầu tư trong thị trường crypto mà biết linh hoạt ấy, thì cơ hội anh chị rất lớn đó anh chị có thể là lên một cái lên một cái khối lượng tài sản mà bất ngờ nếu chúng ta biết linh hoạt đó và hiển nhiên chúng ta phải sống được cách sống như thế nào và cách đầu tư làm sao để mà trong uptrend kiếm được nhiều tiền nhất và trong downtrend là phải phân bổ vốn tốt nhất và giữ lại tiền nhiều nhất. Đúng không? Và giai đoạn này đầu tư cái gì, giai đoạn sau đầu tư cái gì và giai đoạn tiếp theo đầu tư cái gì, chốt khi nào? Chốt bao nhiêu phần trăm? Đúng không? Tất cả đều là một cái chiến lược, chiến lược và 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 hoàn toàn mình có thể mình mình có thể là làm được. Nhưng mà vấn đề ở đây không có mấy ai có cả. Tại vì thứ nhất là anh chị tuổi tuổi của anh chị ở trong thị trường này nó cũng nó cũng mới một hai năm thì gọi là người mới ba bốn năm thì gọi là người biết đó, à, thì gọi là mới biết với là mới thôi mà biết với mới thì chắc chắn là sẽ 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 còn nhiều cái 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 thắc mắc cái kinh nghiệm mà cần phải trải qua đúng không Tại vì chúng ta chưa trải qua nhiều chu kỳ cho nên là tính chất chu kỳ chúng ta không để ý và chúng ta không hiểu sâu về những cái tính chất chu kỳ trước đó vậy nếu như anh chị mà không có hiểu về tính chất chu kỳ của crypto thì anh chị có thể đọc những cái tính chất chu kỳ của chứng khoán của tài chính thế giới đúng không khủng hoảng tài chính tại sao nguyên do ấy, phải, khi nào phục hồi các kiểu thì như vậy thì chúng ta có thể hình dung được đại khái là chu kỳ như thế nào thì chúng ta biết là giai đoạn này chúng ta nên dùng cái gì để chúng ta uh, để chúng ta chiến lược đầu tư chúng ta như thế nào và đầu tư coi nào đó cho nên là không phải là ở uh, đơn giản đâu uh, ai cũng có một cái câu chuyện là ok tôi cầm cục tiền vào tôi uh, mua btc là được đúng không không phải đâu nếu như mà đơn giản như vậy thì chắc chắn là không có phải là những investor ở bên của Rui ấy. À, người ta hỏi Rui làm cái gì, đúng không ạ? Không phải là lúc nào, à không phải là nếu như mà câu chuyện nó đơn giản như vậy thì thà họ cứ mua tích lũy thôi, đúng không ạ? Họ không cần phải 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 suy nghĩ, tại vì tiền họ nhiều mà họ có tích lũy, không thì uh, mua giải rác, mua giải rác, thỉnh thoảng thích thì mua, thích thì mua thôi, không phải đâu anh chị, đó là câu chuyện mà 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 không hề đơn giản. Tại vì tâm lý của anh chị nó sẽ đến theo từng cái nhịp thở của thị trường chứ không phải là đến từ cái việc là anh chị có nhiều tiền. Anh chị có nhiều tiền thì chưa chắc à, chưa chắc đã đúng ngay từ đầu đâu. Đúng không ạ? không phải là đơn giản là ở người có tiền người ta lại phải đi tìm một cái người nào đó để hướng dẫn, chia sẻ, tư vấn các kiểu đâu. Đúng không ạ? Cho nên là cái câu chuyện đầu tư ở trong thị trường crypto cơ hội rất nhiều nhưng rủi ro rất lớn. Hiển nhiên rồi, cơ rủi ro càng lớn thì cơ hội càng nhiều và ngược lại Đó, so với là thị trường chứng khoán à. Hiển nhiên rồi trong cái rủi ro chúng ta phải có thể tìm được những cái kém cái, cái 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 rủi ro thấp nhất, những cái rủi ro thấp nhất và cơ hội nó vẫn là cơ hội tốt nhất. Tức là tối ưu cái rủi ro và cơ hội mình không cần phải quá anh trăm anh năm mươi cái đấy cái phần đấy cho người khác. Nhiệm vụ của mình là, ok sống được cái đã sống được và sống bền cái đã, rồi thời đến ấy, thiên thời địa lợi ấy, nhân hòa ấy, người ta định thời đến là anh chị cản không nổi đâu, anh chị có ném vào bất cứ con nào thời đến thì anh chị vẫn win nhưng mà vấn đề là có chờ được đến thời đến hay không và lúc mình đầu tư ấy, thì nó còn nhiều cái 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 hiệu ứng tâm lý nó xảy ra giống như là đứng ở núi này rồi trong núi nọ à, đứng ở nhà mình lại nhìn ông hàng xóm rồi nghe các cái nơi khác người ta đồn, người ta nghe, người ta nói rồi bán hết tất cả những cái gì mình có. Đúng không? Lại chuyển sang cái cái câu chuyện của người khác. Đúng không ạ? Thì đó là cái 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 thông thường, thông thường trong những cái việc mà chúng ta đầu tư và rõ ràng là cái tâm lý của những cái người mới nó thường là bị mắc phải như vậy. Còn rất nhiều hiệu ứng tâm lý uh, lỗi cái lỗi ở cái hiệu ứng tâm lý của anh chị và các bạn. Và phải biết nhận biết được cái điều đấy mà thoát ra để chúng ta có có thể à, bình tĩnh lại à, dùng lý trí dùng lý trí à, để để, để mình à, khách quan hơn chứ còn đâm vào cảm xúc nhiều quá nó cũng không thể nào mà anh chị có thể à, lường trước các rủi ro được Ok Cảm ơn mọi người đã theo dõi cái buổi zoom ngày hôm nay thì à, hôm nay Rui chia sẻ như vậy thôi nhìn tổng quan thị trường thì cũng đã chia sẻ rồi và cái những cái kịch bản mà BTC có thể xảy ra mà chúng ta sẽ hẹn nhau uh, uh, nếu như có thông tin thêm dự kiến cho những cái biến động uh, gọi là chính thức thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm ngày 26 đến ngày mùng 10 tháng tháng 7, 26 tháng 6 đến ngày mùng 10 tháng 7 thì lúc đó chúng ta có khả năng này sẽ rõ ràng hơn rất nhiều. Cảm ơn mọi người đã theo dõi buổi zoom ngày hôm nay. Bye bye chúc mọi người ngủ ngon nha